đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mải. Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau. Trong chiến tranh thì tôi tham gia vào trong đội quân tóc dài, vì Việt Nam chúng tôi đó thì có cái câu là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, cho nên khi mà đế quốc Mỹ đổ quân xâm lược Việt Nam thì chúng tôi là những người phụ nữ, chúng tôi không muốn chồng mình, con mình ra trận rồi chết, cho nên là chúng tôi rủ nhau xuống đường để đề nghị là đế quốc Mỹ phải cút khỏi miền Nam. Và chúng tôi yêu cầu rằng phải ngừng ngay tiếng súng, không có nên bắn vào trong vùng nông thôn, nơi đó đồng bào tôi đang cày cấy, đang làm ăn bình thường. Mà thường thường đó thì là quân đội Mỹ và quân đội Ngụy Sài Gòn đó, thì mỗi lần đi càn đi bố thì đi vào nông thôn bom dội xuống rồi giết chết đồng bào tôi, cho nên là chị em phụ nữ chúng tôi xuống đường để đấu tranh đòi phải ngưng ngay cái việc đó. Đúng vậy, trong nhà tù đó thì chúng tôi phải chịu đựng một cái gian khổ chưa từng, mà tôi nghĩ rằng là không có cái nơi nào mà khổ như thế. Ví dụ như là những người phụ nữ chúng tôi mà ở trong tù đó thì đầu tiên là họ bắt vào thì họ đánh đập ghê gớm lắm, họ tra tấn bằng đủ mọi hình thức. Ví dụ như họ dùng dây điện họ dí vào trong hai đầu vú và cửa mình, rồi mình không khai nữa thì họ đè xuống, họ đổ nước, thậm chí họ quậy nước xà phòng để họ đổ vô vào mình. Mình ngộp quá chịu không nổi, mình phải uống cái thứ nước đó vào thì rất là hại cho cái đường ruột tiêu hóa. Mình lại không khai nữa thì họ treo lên, họ treo ngược cành tay lên gì, treo trên nóc nhà. Tháng 5 năm 1965 thì trong một cái chuyến tôi đi vào thăm chồng từ Sài Gòn tôi vào Tây Ninh, rồi từ Tây Ninh tôi đi về Củ Chi, thì là tôi gặp một lần đó là máy bay Mỹ rải một cái chất gì đó, mà khi mà máy bay đi rồi tôi ra khỏi hầm trú ẩn thì tôi thấy là một cái lớp như là sương mù, và đọng trên lá cây thì còn chất bột trắng trắng, mà tôi nghe cái mùi rất là khó chịu. Thì cái phản ứng tự nhiên của mình là mình hiểu rằng đối phương mà người ta rải cái loại đó thì có nghĩa là người ta muốn hủy diệt mình, cho nên là tôi xếp khăn lại thành ra là nhiều lớp, tôi che cái mặt mình lại, che mũi mình lại để cho đỡ khó chịu. Thì khi đó tôi về đến cái nơi ở đó thì bắt đầu da nó ngứa lên, ngứa hết toàn thân, và tôi đi tiêu chảy. Thì tôi không có nghĩ rằng là cái chất đó nó làm cho mình bị như là ác liệt, cho nên tôi vào trong thành phố Sài Gòn tôi ở, tôi sinh sống. Thì bắt đầu từ đó thì cái bệnh mà ngứa da và cái bệnh tiêu chảy thường xuyên xảy ra đối với tôi. Mà tôi vì tôi không biết nó là cái do ảnh hưởng chất độc da cam, cho nên tôi cứ là tìm thuốc để mình uống vậy thôi. Tôi lấy chồng năm 1959, đến năm tháng 6 năm 1960 thì tôi sinh một đứa con trai đầu tiên. Thì con trai tôi rất là khỏe mạnh, đẹp trai. Nếu các bạn cần thì tôi có thể đưa cái hình của con tôi, bây giờ nó lớn lên, nó có vợ và có hai đứa con gái rất là xinh xắn. Thì sau đó, như tôi kể là đến năm 1965 thì tôi bị một cái lần mà người Mỹ rải cái chất hóa học đó, thì bẵng đi một thời gian vì ở tù 7 năm cho nên tôi không có sinh đẻ được. Thì khi tôi ra khỏi nhà tù thì tôi gặp lại chồng tôi và tôi muốn mình sẽ có thêm đứa con nữa, cho nên là tôi bắt đầu có thai. Thì là
hai lần bị sảy thai. Đến cái lần tiếp theo đó thì tôi cố gắng giữ, và nhưng mà đến tháng thứ năm thì là cái thai chết lưu. Và khi bác sĩ lấy thai ra thì nó là một cái thai dị dạng. Mà tôi chỉ nghe nói thôi chứ tôi không dám nhìn. Và đến năm 80 thì tôi cũng hy vọng rằng tôi sẽ kiếm được một đứa con nữa, cho nên tôi lại tiếp tục có thai, thì cũng 2-3 tháng là hư thai. Cái bệnh tiêu chảy và cái bệnh ngứa da thì nó vẫn tiếp tục theo tôi. Cho đến năm 2002 thì tôi lại bị một cái khối u ở ruột, mà phải mổ cấp cứu cắt bỏ cái khối u đó. Và đến năm 2003 thì tôi phải bị mổ cái tuyến giáp. Nên, riêng chồng tôi thì năm 1995 thì ảnh cũng bị ung thư và phải mổ cắt bỏ một đoạn ruột. Sau đó đến năm 97 thì ảnh lại bị cái ung thư đó nó di căn lên phổi và gan, và ảnh chết năm 1999. Given all that you have experienced, how have you managed to maintain your perspective? Tôi nghĩ rằng cái sự yêu đời và cái lạc quan đó thì hình như đó là truyền thống của người Việt Nam chúng tôi. Trong khó khăn, trong gian khổ, nghĩa là có khi tột cùng gần cái chết thì chúng tôi vẫn tìm cái nguồn vui nào đó để mà tự mình vươn lên. Cho nên là chúng tôi cũng hay nói là tiếng hát ác tiếng bom. Trong tù thì tiếng hát ác gông cùm. Thì chúng tôi dùng cái tiếng hát để mà tự an ủi mình, tự vui lấy mình. Và tôi nghĩ rằng trong cái gian khổ đó, nếu mà mình cứ mình ủ rũ, mình buồn, mình khổ thì mình sẽ chết nhanh lắm, mà mình thì cần phải sống. Cho nên là chúng tôi tự rèn luyện với nhau. Và còn cuộc sống bây giờ thì mặc dù tôi cũng còn rất là khó khăn, tôi cũng phải giúp cho con tôi để nó nuôi dạy hai đứa cháu nội của tôi, nó thành người. Rồi vì mình đã rất là đau khổ, cho nên mình thông cảm với những người cũng cùng cảnh khổ với mình. Cho nên tôi tham gia làm công tác từ thiện xã hội. Tôi chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ có cảnh đời khó khăn. Tôi coi đó là cái niềm vui của mình. Chúng tôi trước hết là thay mặt cho đoàn xin chào mừng các bạn. On behalf of the members of my team, I would like to extend our warmest greetings to you all. Đến đây tôi thấy có một cái không khí gì rất là giống với lại đất nước chúng tôi ở Việt Nam. Tôi nhìn thấy có những bức ảnh rất là quen thuộc với chúng tôi. And I also see familiar posters. Đó là hình ảnh của Che Guevara. Ở Việt Nam chúng tôi có những cái hậu quả chiến tranh rất là nặng nề. Các bạn chắc là biết là ở đất nước chúng tôi bị giải các chất độc hóa học rất là nguy hiểm, tới 80 triệu lít. Đấy là một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Số lượng nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam là tính hàng triệu người. Nhưng mà điều nguy hiểm nữa là các chất độc đó không phải chỉ tác hại một thế hệ, mà tác hại tới nhiều thế hệ. Chiến tranh ở đất nước Việt Nam đã chấm dứt 30 năm, nhưng mà các nạn nhân chất độc da cam vẫn nảy sinh. Chúng tôi đòi hỏi công lý cho các nạn nhân. Chúng tôi đòi hỏi những người đã gây ra những hậu quả đó cho con người phải chịu trách nhiệm. Trong các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, cũng có các nạn nhân chất độc hóa học sử dụng ở Việt Nam. Thế không thể phủ nhận được rằng là những người Việt Nam bị giải chất độc lại không là nạn nhân của chất độc. Nhưng chúng tôi tiến hành vụ kiện chính là trên cơ sở chúng tôi tin ở nhân dân Mỹ. Thắng lợi trước kia của chúng tôi đấy
có sự đóng góp của nhân dân Mỹ. Chúng tôi đã thấy những cuộc biểu tình của nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đến để gặp các bạn và mong các bạn ủng hộ để chúng tôi đòi hỏi công lý được thắng lợi.